Thế Giới Máy xin chào quý bà con. Hôm nay mời bà con cùng Thế Giới Máy đi giao máy xay sắt gạo Hàn Quốc cho một hợp tác xã Rau Sạch ở Đồng Tháp. Bây giờ chúng tôi đang giao máy vào khui thùng. Đầu tiên chúng ta cho thóc vào máy. Máng thóc có thể đổ được khoảng 30-40 kg và đầy bồn. Nắp máng đựng hạt tấm. Sau đó là mở CB lên. CB của sắt trắng và CB của cơ nức. Chúng ta điều chỉnh cho khối nước chạy trước bóc khoảng chừng 15-20 phút. Lúa được bóc vỏ, nước sẽ đưa lên trên máng theo hệ thống đồng dọc. Sau đó sẽ chuyển qua sắt trắng. Mời bà con cùng xem thực tế. Đây là nguyên liệu gạo ST25. Là rất là đẹp nha mọi người. Máy xay sắt gạo Hàn Quốc có năng suất từ 200-300 kg trên 1 giờ. Máy có chức năng bóc lức, sắt trắng, sàng rung, nọc xạ, nọc tấm, nọc bụi. Máy chạy liên hoàn. Rồi chúng ta tiếp tục châm thêm thóc vào máy. Đây là chỗ đường chấu ra nha mọi người. Chấu ra rất đẹp và sạch. Chúng ta có thể thấy là một bên là thóc đang bị trôi xuống để bóc lức. Sau đó gạo lức sẽ được đưa lên trên cối trắng. Đây là gạo lức ha. Gạo lức. Gạo lức tiếp tục được qua cối trắng và bóc ra thành gạo ăn. Bà con có thể thấy là bên tay trái là có bọc bóng màu xanh là đựng cám ra. Dòng máy xay sắt gạo liên hoàn thì có thể bóc riêng cám ra đường cám và chấu ra đường chấu chứ không ra chung nha mọi người. Đây bà con có thể xem gạo ra rất là đẹp. Quay cận cảnh và chi tiết để mọi người cùng thấy. Rồi mọi người nhìn nha. Rất là đẹp.